bao nhiêu lần con bị bắt rồi cũng thở rồi. À, vậy mà ảnh bán nhầm mình, mai mình không chết là cái số mình thôi. Khi đi đầu bây giờ tôi đi lộn chuyện đó. Mình cũng gọi như hòa giải ngay từ khi còn đang đánh nhau đã có cái chuyện hòa giải đó. Chứ không phải nói cũng là hung hãn giết người đâu. Vậy mấy năm đi lính thì có chú có tham gia một cái trận chiến nào không? Tôi không tham gia gì? Tham gia đánh nhau ấy. À, có, chỉ có một lần thôi. Một lần cứ đi hành quân hồi nhưng mà không có. Chỉ có một lần đó là tôi mới ra trường. Có lần nó mới ra trường thì cái đụng đáo như thế này. Cái thì sáng ngày tối lại cái nó mới bị tôi đi phục kích đó. À, thì tôi dẫn đi 6 đứa. Mà tôi là hồi đó tôi tiểu trưởng mới trung sĩ đó, tiểu trưởng. Cái thằng hạ sĩ nó tiểu đội phó nó đi sao? Tôi trước mà tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm, bởi vì tôi không biết về cũng ngại mà. Thì trong lúc dẫn đi thì đi miết lên một cái chỗ đó cách xa đội chừng 3 cây số. Thì lên mới dàn hàng ngon ra nằm. Dàn hàng ngon ra nằm theo một cái cung đường. Thì mình cũng không biết cái chỗ đó, không có tin tức gì hết. Nhưng mà mấy đứa biểu vậy là làm vậy thôi. Thì bắt đầu là coi như cái thằng lính của tôi nó đau. Nó đau, nó la trời cái dẫn về. À, có dẫn về tới ngõ thì mấy ông phục kích tôi lại chỗ chỗ ngõ. Ồ, cái đường thì khi vô ngõ thì y như cái đường tôi vô đây. Thì các ông nằm đó rồi. Tôi vừa ở ngoài đi vô một cái thì các ông nằm trong, tôi ở ngoài kia phục kích đi về đó. Bắn ra. Bắn ra mà bắn nguyên một loạt cái hầu đó là cái súng mà lấy của Mỹ, tức là cái súng hắn là không phải súng M16 mà gọi là cái súng gọi là súng garand M12 đó, tức là cái súng nó có cái tên riêng của hắn, chị lâu không quên. Bắn nguyên một băng. Thì tôi bị thương 2 thằng. Cái là tôi nằm xuống thì đèn của tụi Mỹ nó về đến đồn rồi. Cho nên đèn của tụi Mỹ nó bắn đi. Nó thấy không thấy ông mũi. Cái đứa rồi đó thì tôi thấy nó bắn đèn quá thì tôi mới cầm cái máy, tôi mới kêu, tôi nói không phải, nó anh em tôi nằm chỗ này. Chỗ đó mà có 2 đứa bị thương rồi. Đó thì đừng có bán lắm, để ra lấy về. Nó rứa mà ngay chỗ ngõ mà. Một lần đó là coi như là sợ suốt đời luôn, sợ cho đến khi mà bị thương đó. Thế là không dám đi nữa. Không dám đi. Thì làm thế nào để mà ở nhà được, vì chú không dám đi thì không người có. Người ta lệnh cho mình bắt phải đi thì làm sao? Tôi cũng có cái thờ chứ, và tôi cũng biết tính. Bởi vì hồi vô trường tôi có cái học cái mọc xin. Đánh tích tè. Hồi vô trường. Và tôi làm cái đó, chắc là chị bữa nào ra đấu với chị vợ anh Thông thì hình như cũng học cái đó đó. Vâng, vợ anh Thông là tình báo. Tình báo, đánh cái tè. Thì tôi học cái đó cho nên thành ra đến khi nữa là tôi để đội trưởng nó kêu tôi về. Để làm cái thông tin. Khi chú đi lính thì là cái đơn vị của chú là chính quy hay là địa phương hay là gì? Đơn vị thì đáng lý là tôi đi chính quy. Thế nhưng mà tôi xin về một đơn vị gọi là địa phương quân. Tôi gác cái cầu chú ổ ở Đà Nẵng, ở Quảng Ngãi. Ở địa phương quân thì cháu nghe nói là họ thì lại rất là tích cực trong cái việc mà tìm và cách mạng. Thì đơn vị chú thì như thế nào ạ? Không có, nói vậy tìm chỉ ra. Tôi tính ra một cái đơn vị, tôi khi đi đóng quân á, đi tới một cái vùng mà gọi là vùng Bình Định để đóng quân. Thì chỉ có 16 anh, có một xe có 16 anh thôi. Nó đánh mà các anh đánh tôi một đại đội. Đánh một đêm. Tức là một xe bên giải phóng ấy. Có 16 người. Có 16. Và bên này của chú là một đại đội gần 100 người. Gần 100 người. Hơn 100 lần. Nhưng mà bữa đó là tụi nó ở nhà nhiều. Dạ. Mà đóng trên cái đầu, tôi đóng trên cái đầu. Dạ. Chỉ có 16 người đánh cả đêm luôn. Dạ. Đến chừng khuya 3-4 giờ sáng một cái là đại trưởng mới kêu máy bay mà hồi đó là máy bay mà UH-1B đó, tức là nó vô nó bắn hết quân, nó bắn quanh cái đầu này. Cho đến sáng luôn. Cứ bắn quanh đầu đến sáng để nó bảo vệ là cho nên thành ra đánh nhau cộng sản thì không phải là chuyện đơn giản đâu. Thế khi mà đánh nhau đấy thì làm sao chú biết là bên kia chỉ có 16 người? Vì cái xe đó cái xe đó là sau này là có một cái
cái xe đó từ trước tin tình báo của địa phương, tức là của mà gọi là ấy đó, thì là cái xe đó chỉ có 15, 16 người thôi. Nhưng mà bữa đó đánh cũng không nhiều lắm, là vì khi mà có ảnh sách bột phá, cái anh chạy quanh đó thì bọn tôi nó đang đèn sáng lên là nhìn thấy mà ít lắm. Mà sách bột phá là quăng, cứ đi một khúc quăng cái, đi phút quăng cái. Thế thì là đánh mà bữa nó hành liền, hành lắm, là vì trong khi đó buổi tối á, thì mấy người tay đại trưởng của tôi nó nói ở đây 3 đêm rồi chắc là không chịu nổi đâu, cộng sản nó biết rồi. Dạ. Cho nên tối đó nó kéo qua một cái đầu phía bên kia, cách cái đầu phía đây chỉ có 200 mét. Dạ. Dạ. Trong lúc như thế thì các chú có đánh lại không? Thì đánh lại thì dĩ nhiên là cứ bắn lên trời, bắn đại để cho biết ở đâu, biết ở đâu. Thế thôi. Bắn, thế bên chú có bị thương vong nhiều không? Bữa đó thì không thương vong. Dạ. Không thương vong. Mà chắc là cả hai bên cũng không thương vong. À. Vì bên kia cũng đánh ở ngoài bìa không thôi. Rồi sao máy bay vô bắn quá là bên kia chạy. À. Mà không thấy máu, thấy bay gì mà. Dạ. Thế là... Nhưng mà cũng làm cho các chú rất là sợ đúng không ạ? Dĩ nhiên là sợ lắm. Dĩ nhiên là sợ. Tại vì... tôi bị pháo kích nhiều lần rồi. Dạ. Khi pháo kích thì ví dụ tống hai ly nó đụng đầu trên kia hả, tôi nói một đêm á là pháo kích vô hả, là một quả tống hai mà nó nổ trên ngọn cây á, là dưới này đụng phải ngọn cây nó nổ thì dưới này là quần áo rồi chưa lủng hết. Ờ. Đó mình biết nếu mà người ta thì chết trên chịu chứ nào. Dạ. Thế cái đấy là cái pháo kích đấy là của ai, của giải phóng bắn vào à hay là giải phóng vào? Dạ. Thật là cũng rất là thú vị, bởi vì là cháu thì thường gặp các anh bộ đội giải phóng hoặc là những anh bộ đội đi B kể chuyện đánh nhau với Mỹ và với các chú. Và hôm nay thì lại được ngồi nghe chú nói chuyện về... Tôi thì tôi cũng ít được dự trận. Dạ. Cho nên thấy vậy thôi, con chừng có ít thôi. Dạ. Nhưng còn mà... không được như các anh mà đi mà dự nhiều trận. Dạ. Và vì là... tuy là dự ít trận nhưng mà chú lại là cũng có thời gian mấy năm như thế, cũng là lâu đấy ở trong quân ngũ ấy, thời gian trong quân ngũ là... thì năm 68 mà đến năm 72, đến năm 70 là bị thương, nó có 3 năm thôi. Dạ, 3 năm mà tồn tại được về có một tí cái chân do làm ấy là cũng là cháu nghĩ như thế cũng là lâu lâu đấy. Vâng, cháu muốn biết thêm nữa là cái khi mà chú đang trong quân ngũ ấy thì những anh lính Cộng Hòa mà chú vẫn quen gọi là lính ngụy ấy, thì họ nghĩ như thế nào về quân giải phóng, họ nghĩ như thế nào về miền Bắc và những người bộ đội miền Bắc vào Nam? Thực ra thì những người lính Cộng Hòa dạ. Chỉ có một số ít mà tôi nói lúc nãy đó dạ. Một số ít là những sĩ quan hoặc là một số ít mà lính cũng, cái lớp lính già già đó dạ. Ở ngoài Bắc vô à. Hồi xưa là mình đi dạ, dạ. tập kết đó, tức là bắn 54 rồi đó. Dạ. Chứ còn nói chung thì cái anh mà đi quân dịch dạ. hoặc là bị động viên như tôi thì anh dạ. không có cái nghĩ đến cái bên nọ bên kia gì. Dạ. Anh là hết đi thì đi vậy, rồi cấp chỉ huy biểu bắn thì bắn, biểu đó rồi biểu bữa nay đi hành quân vùng này, mai đi hành quân vùng khác, thì cái chuyện đó là cái đi thôi. Chứ dạ. còn nó thật là chỉ có một số rất ít thôi, trong đó chỉ chừng cỡ cái người mà gọi là đi mà đánh nhau với cách mạng mà có lý tưởng, tôi gọi như vậy đó dạ. thì có chừng 10%, không tới 10%, dạ. không tới 10%. Thế thì không thể đủ được sức mạnh. Thì bởi vậy làm sao mà thắng được? Dạ. Tôi hỏi năm, tôi hỏi khi mà mình nghĩ đến cái giải phóng năm 75 dạ. thì tôi đã nghĩ, tôi đã tức cười rồi. Bởi vì khi đó là sư đoàn 2 nó kéo là nó chạy theo một cái đường, hồi đó là nhà tôi có cái đường phía sau đi lại đây dạ. chứ không phải là thì bây giờ sau này đồ có mương thủy lợi rồi sửa lại chừng rồng bắn rồng dạ. là nó đi cái đường này M113 là nó chạy xuống ngõ này dạ. hoặc là nó chạy xuống đầu kia dạ. thì một cái quân đội gồm có nghĩa là súng ống đạn dược đầy đủ cái khung, là tôi nói thì trang bị là mình nói là tới tận răng, có nghĩa là ra nghĩa là đó, nhưng mà thế chạy không thôi, thế chạy không thôi dạ. đó, vậy thì đã đến nữa rồi dạ. đã đến hồi rồi. Và khi trước đó 2-3 ngày ông chú tôi xuống, nói đi ông chú tôi đó, ông ngồi trên nguồn kìa dạ. còn ông xuống ông ở dưới này, ông tới nhà tôi, nói cách đó không phải vài ba ngày đâu,
mà cỡ tháng hơn tháng. Dạ. Ông nói rồi đây rồi bọn nó chạy cũng y như là năm 1949, tưởng như Thạch chạy ra Đài Loan vậy thôi. À, ông nói đàng hoàng câu thế đó. Dạ. Và chỉ khác một cái là tưởng Dưới Thạch chạy ra Đài Loan thì cũng giữ được một cái, còn giữ được cái hòn đảo, và hòn đảo, và cũng phát triển được nó. Ừ. Rồi là dạ, cũng khá là thú vị. Cháu cùng với cái sự tìm hiểu thì đúng là cháu cũng cũng có chút tò mò. Dạ. Có gì bây giờ chú có còn nhiều những cái đồng đội cùng đơn vị và liên lạc với nhau không? Không ạ. Dạ. Tôi hoàn toàn không có, vì tôi về, khi tôi về tôi cũng đã nghỉ rồi. Dạ. Khi tôi ra quân đó, tôi học ở trong trường là tôi học rất giỏi. Dạ. Nhất là những cái gì là những cái bài vở các anh ra là tôi thuộc hết. Tôi học mau thuộc lắm. Dạ. Cho nên tôi nghĩ có như vậy mình mới muốn về chỗ nào là mình về. À. Thế thì đến khi nó tôi về Quảng Ngãi thì nó có chính lý gì tầm kỳ đâu. Dạ. Như ngày nào á, mà tôi đi phép hay là hoặc là ngày nào tôi muốn chuồn trong Quảng Ngãi về đây thì hồi đó tôi có mua cái xe đam. Cái tôi đó, tôi ở trong đó thì chiều tôi về thì đến mai tôi vô lại, tôi nói ví dụ vậy. Dạ. À, chứ còn tôi không, tôi nghĩ rồi, tôi nói mình mà về chỗ địa phương mình không phải là dễ đâu. Dạ. Thêm nữa là cái, những bên nọ bên kia rồi đủ thứ chuyện hết. Ừ. Cho nên cách tốt nhất là mình về cái chỗ nào mình thích. Dạ. Đó thì tôi về Quảng Ngãi. Dạ. Bác ở lại quê hương và chứng kiến cái ngày mà cách mạng thành công. Vâng, tức là ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đúng, đúng. Thì cái khi đó thì tâm trạng của bác như nào? Bữa đó thì tôi cũng trong trước đó chừng một tuần lễ. Dạ. Phải nói vậy. Dạ. Thì tôi thấy sợ. Dạ. Tôi thấy sợ là vì tôi nghĩ rồi tôi mình không biết là nó như thế nào, nó sẽ xảy ra cái cuộc mà giải phóng nó sẽ như thế nào, tôi biết trước rồi. Dạ. Biết trước là nó sẽ giải phóng rồi đó. Dạ. À, nhưng mà thành sợ. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, tôi nói mình, bà con của mình ở trên núi hết. Thực ra thì các chú là tôi về quê gốc của tôi bên Tam Xuân kia. Dạ. Ừ, cho nên mấy ông là đa số ở đó. Thì tôi nói chắc là các anh cũng đối xử mình tốt thôi. Dạ. Nghĩ trong bụng. Dạ. Thì thôi, nó nói vậy. Chứ còn con người thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Dạ. Mình nghĩ rằng từ trước nay mình ở với quốc gia đây, mình nói thì không phải là nước Ngụy, nhưng mà nó quốc gia. Dạ. Hồi đó thì không có nước Ngụy đâu. Dạ. Mình ở quốc gia thì mình thấy cũng được, cái trừ nếu như mà cộng sản về, mình ở cộng sản thì chắc mình nghĩ là bà con mình hết coi ở đâu. Dạ. Cho nên thành ra là tôi cũng không có, mình nhất là ông già bây giờ còn sống, cho nên mẹ tôi thì đảng viên Đảng Lao động Việt Nam. À. Ừ. Mẹ tôi hoạt động là từ năm 41 kia. À. Ừ. Nhưng mà vì tôi nó dính với Ngụy nhiều quá, cho nên tôi có ảnh về tôi cũng tới thăm mẹ tôi, toàn là mấy anh lớn không à. Dạ. Nhưng mà có anh tái tham thì cũng cho đó. Chứ còn tôi cũng nghĩ trong bụng rồi, tôi nói mình theo nguyện nhiều quá rồi. Từ mà nó biểu cái ảnh chứng nhận cho mình có công cách mạng thì nó vậy. Dạ. Là, làm chuyện gì đâu. Tức là cũng rất là trung thực. Ừ, và ai làm nấy chịu. Ừ. Dạ. Đấy cũng là một cái mà mặc dù chỉ gặp chú thời gian ngắn ngủi, mất chỉ vài chục phút thôi, nhưng mà cháu cũng cảm thấy cũng rất là trân trọng cái vợ, cái cô. Dạ. Sau khi mà giải phóng rồi, thống nhất rồi, và như chú nghĩ rồi, và chú ở lại thì quả thật là cũng không có cái chuyện tắm máu này kia. Ừ. Vâng. Nhưng mà chú có thấy là có những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra sau khi mà giải phóng không? Ví dụ như là cháu biết là ở cái vùng mà sôi đỗ ấy, ngày địch đêm ta, rồi là đại loại như thế, thì có những cái mối thù cá nhân, những cái thù riêng gọi là thù nhà. Ừ. Thì khi mà giải phóng rồi, thống nhất rồi, lúc đó là nợ nước đã trả, nhưng mà thù nhà thì theo cái đường lối, cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước thì là đuổi được Mỹ đi rồi thì anh em một nhà. Rất hay. Vâng. Thì nhưng mà thực ra thì với mỗi cá nhân, cái mối thù riêng vẫn canh cánh bên lòng. Thì có khi nào mà họ đã vì thù riêng mà vi phạm vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước không? Ở đâu thì tôi không biết, cái đây không có. Ở đây nói chung chung là những người là mà họ có nợ máu đó. Dạ. Mình gọi là nợ máu. Dạ. Nhưng mà rồi cũng thôi. Dạ. Tôi thấy ví dụ như họ ở đây có hai trường hợp là nó tới nhà nó bắn kia, mình biết
ba trường hợp như vậy. Dạ. Đó mà rồi bây giờ rồi sau đó một thời gian là cũng họ cũng hòa hợp với nhau chứ không đến nổi. Tới nhà bắn tức là cái ông Việt Nam Cộng Hòa ấy, đến nhà bắn ông cách ông Cộng sản. Dạ. Nhưng sau này về thì cũng thôi không trả thù. Dạ. Thế cái những cái nhà đấy thì họ còn sống ở đây không? Hay là bây giờ cũng còn chứ. Dạ. Giờ, ví dụ như ở đây cũng còn. Dạ. Nhưng mà không sao. Dạ. Lâu quá rồi họ cũng quen rồi. Dạ. Và họ có thật sự là bỏ qua được cho nhau không chú? Chắc bỏ qua thôi, bởi vì như thế này. Cái ông ở đây tôi giả sử như một cái ông đó là nhà ông ấy là tất cả trong cái nhà ông ai cũng đi hoạt động cách mạng hết. À, dạ. Tức là từ A tới Z tất cả mọi người đều là hoạt động. Dạ. Thế thì có một mình ông bị bệnh, ông bị tai biến mạch máu não. Dạ. Ông đi không được, ông đi còn nhót thôi. Dạ. Nhưng mà hồi đó thì cái tính ông là thích nghe đại đại sư lắm. Tới nào ông cũng đi để nghe đại đại sư xem thì bên hai đại nói là như thế nào. Dạ. Vậy thì cái thằng cũng ở trong xóm đây. Dạ. À, nó rừng nó bán ông. Đó là chết. Ông vì hồi đó ông đâu có đủ sức mà mua một cái đài 4-5 nghìn. Dạ. Cho nên ông đi tới những người nhà có để ông có ông nghe. Dạ. Đó thì trong khi ông đi á, mà ông đi không được ông đi còn nhốt. Đó nó bán. Nhưng mà rồi chuyện đó, cái nhà của cái anh làm cách mạng này là họ là có, nó chung chung là sau này khi giải phóng rồi thì nhà đó là toàn là những người gì mà làm việc cho nhà nước cả. Dạ. Nhưng mà rồi người ta cũng không trả thù. À, không có thù. Dạ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là thế tại sao chú kia chú đi nghe cái đài BBC mà người này lại bắn chú ấy? À, thì đúng rồi. Ông ấy thì cái tính ông cũng bình hoạn rồi. Rồi ông nghe rồi thì ông nói ví dụ như ngụy thế nào, ví dụ là nó xấu ngụy là vậy. Vậy là cái đài BBC là ngay cả bên phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ấy, là cũng không thích ạ. Cái đài BBC thì không, không phải. Cái đài BBC khi nói thì nhiều khi là nó nói theo kiểu trung dung. À, có nghĩa đó. Thế nhưng mà rồi người ta lái cái trung dung đó qua một cái ví dụ cái sự hiểu biết của cái người mình nhà quê. Dạ. Họ hiểu biết một cách nghĩa là coi như nó không có chân mực nào đó. Dạ. Cho nên tầm sau thất vọng tới cần là cái điều đó nghĩa là cũng ví dụ như là nó ảnh nghe được cái đoạn nào đó, cái rồi nói cái đoạn đó ra. Dạ. Đó thành ra là ảnh là đối với Ngụy thì gọi là ảnh là phản động. Dạ. Nó vậy đó. Tức là dạ, cũng vậy là cũng có nhiều cái cũng nhiều cái lạ. Và bây giờ thì họ không có cái đòi nợ nhau. Ừ, không có. Dạ. Cái đòi nợ máu là không có rồi. Dạ. Ở đây có ba người mà cũng nói chung là họ cũng quen thấy cái chuyện đó. Dạ. Họ bây giờ cũng thấy họ sinh hoạt cũng vui vẻ với nhau thôi. Dạ. Nhưng mà chuyện đó nó lâu quá 40 mấy năm rồi. Dạ. Cho nên bây giờ thì chắc là người ta quên hết rồi. Dạ. Bây giờ thì hòa giải là được rồi. Dạ. Nếu mà cháu nghĩ là nếu ai cũng như chú thì mọi chuyện nó cuộc sống nó cũng vui. Và cháu cũng nghĩ là hầu hết thì những người mà lính hoặc là những người trong chính quyền của chính quyền cũ ấy, chế độ cũ. Thì dạ, thì nếu họ đã sống tại Việt Nam, chấp nhận ở lại quê hương sống tại Việt Nam thì cháu nghĩ có lẽ họ cũng nghĩ như chú thôi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì những người mà cứ kêu gọi này kia thì hoặc là ở hải ngoại hoặc là đa phần thì cháu thấy là lại là những người chả liên quan gì. Ví dụ như ông ở ngoài Bắc thì biết gì về lính Việt Nam Cộng Hòa. Đúng rồi. Ê, mấy ông đó thì không biết gì hết. Dạ. Không biết gì hết. Dạ. Nhưng bây giờ thì cái ở họ ngọ, ví dụ như Việt Tân là chẳng hạn. Dạ. Hay là những cái người mà ở đó, những cái lớp trẻ mà cỡ 40 á, trở dạ. xuống á. Dạ. Thì không có biết gì là chiến tranh, không có biết là lý tưởng, không biết cái gì đâu. Dạ. Nhưng mà nó thành ra là nó xô bồ, là nó mình bắt trước thấy người này nói thế nọ, người kia nói thế kia, bắt trước đua đòi. Ừ. Còn chú ơi, sao cháu nghe chú nói tiếng lại dễ nghe nhỉ? À, tôi là giống Bắc, mẹ tôi ngày xưa ở ngoài. À, thế là mẹ là Bắc Nam Tư à chú? Không, mẹ thì là đi vô trong này mà đẻ từ đó trong này mà. Dạ. À, tức là còn xưa nữa. 80 năm rồi. 81 năm. Thế là có chút tiếng nói của mẹ. Tại vì cháu đi ở đây mấy ngày nay tôi nghe cô nói tiếng Bắc cho nên tôi bắt trước. À, và tôi cũng không muốn rằng cháu chỉ lo khán giả của cháu là không hiểu được. Ừ, vâng, các chú nói
quá xá là khó nghe. Tôi sợ. Dạ. Tôi sợ. Dạ. Thế thì quá tốt. Dạ, dạ, với lại là thời gian, nó sợ có thời gian của cô. Dạ, không ạ. Thế còn những cái vấn đề chính trị bây giờ ta có thể nói hết ngày này sang ngày khác. Dạ, dạ. Chú có gì chia sẻ, chú nói bởi vì tôi là cháu không có gì chia sẻ hết. Dạ. Tôi muốn mọi người Việt Nam nó được cùng nhau đoàn kết. Yeah. Rồi cùng với nhau, nghĩa là cái người chị nó cũng không có lo để mà sản xuất to này, buôn bán, lo làm ăn hay lo tất cả mọi cái việc để mà làm cho nước, yeah, nước dân giàu nước mạnh. Yeah. Có lẽ là do là người miền Nam trải qua chiến tranh quá nhiều cho nên hiểu cái giá đắt của chiến tranh. Vì thế mà những cái ý kiến mà nó trái chiều bây giờ cháu thấy chủ yếu là ngoài Bắc. Chứ đúng. Chủ yếu ngoài Bắc, bên kia vĩ tuyến 17. Tôi vừa mới đi về, dạ, tôi mới đi cách đây 2 tháng, dạ, tôi về ngoài Bắc. Dạ. Tôi thăm, tôi dẫn hết một bầy cháu, 20 người, 20 đứa. Dạ. Và tôi, dạ, thăm ở đó, và tôi theo dõi các cách ăn nói của các cái dạ, ông anh, ông chú, ông bác của tôi. Dạ. Tôi ở ngoài đó một tuần, dạ, cho nên hình như tôi biết. Tôi nói là những cái mầm móng đó có lẽ bởi vì vừa rồi tôi xem ngay những cái ở trên mạng mà nói về các nhà thờ, các chùa chiền ở ngoài Bắc đó, dạ, nhà, nhất là ở nhà thờ, dạ, đó, thì tôi thấy là các ông hùng hằng, dạ, bây giờ khó mà đưa các ông vào cái chỗ mà hòa hợp được đâu, dạ, khó không phải dễ. Thế thì cháu nghĩ là khi cháu vào trong này cháu cũng đi được cũng phải gần nửa tháng rồi đấy, vâng, cháu đi về cả những cái vùng nông thôn sâu xa ấy, thì cháu gặp các chú các bác cháu thấy vui lắm, bởi vì không ai có cái những cái ý nghĩ mà nó gọi là chống đối hay là có những cái cháu với suy nghĩ là hay phải chăng là vì các chú các bác là ở trong này phải trải qua cái chiến tranh nó khốc liệt cho nên hiểu được cái giá của nó. Thế còn ngoài Bắc thì lâu lắm rồi, từ 1954 có lẽ quên mất rồi, không còn nhớ đến nữa, cho nên là nhưng bây mà, giờ nhưng mà tôi có cái ý như thế, dạ, tôi thấy là cũng cái chuyện lớn á, thì lớn của mình cũng không ở cái tầm của tôi cũng không nghĩ tới được. Dạ. Nhưng mình thấy cũng có một cái gì đó nhiều khi á, vì bây giờ có những cái là ví dụ như là tham nhũng rồi ví dụ này khác có rồi, dạ, đủ thứ hay thì họ người ta đó, dạ, làm cho tự nhiên cái lòng tin của những người mà đặt lòng tin vào đảng đó, dạ, tự nhiên là nó bị phai nhạt. Dạ. Ừ. Có cái giảm sút. Thành ra là cái đó là một cái, thứ hai nữa là nếu mà làm được cái đó thì còn phải làm thêm một cái nữa là đổi mới một tí. Dạ. Đổi mới một tí để theo kịp với thời đại chứ. Dạ, dạ. Ừ, cách mạng thường thường là phải đi theo thời đại. Dạ. Bởi vì ví dụ như thời đại mất thì không nói vậy đúng. Nhưng mà bây giờ mình nói như mất có khi cũng không được đúng lắm. Không đúng thật. Dạ. Bởi vì sách của tôi bây giờ tôi cũng vẫn đỏ, vẫn còn để ở trong, dạ, trong đó. Là hiểu thế nào cho đúng. Ừ. Đó, nó khó, dạ, lắm. Hiểu thế nào cho đúng và và nó biện chứng, dạ, có nghĩa là nó phải vận động theo thời gian, dạ, chứ nếu như tư duy mà mình mà tư duy mình cứ đông cứng một chỗ thì cứng nhắc rồi, dạ, không được rồi, thì nó sẽ không phù hợp. Vâng, vâng. Dạ, một buổi nói chuyện với chú rất là thú vị và không dám. Bản thân cháu là cũng ngộ ra được cũng khá là nhiều vấn đề. Dạ. Cháu một lần nữa xin cảm ơn chú đã có cái buổi nói chuyện hôm nay với cháu và cho cháu biết được một số những cái điều mà thực sự là cháu cũng không biết, cũng như là sách vở thì cũng ít được nói đến. Dạ. Và cháu cũng hy vọng rằng những người giống như chú từng có thời gian tham gia hoặc phục vụ chế độ cũ thì có được cái nhìn khách quan, trung thực và tích cực như chú để cùng với bà con xây dựng quê hương và cũng như là xây dựng chính cái cuộc đời của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dạ. Tôi cũng cảm ơn cô và tôi thấy rằng cái buổi gặp gỡ này cho tôi cũng thấy là nó rất là hữu ích. Dạ. Và cái chuyện này nếu mà những nhiều người cũng nghĩ như tôi thì tôi nghĩ rằng đó thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Dạ, dạ. Và tôi cũng mong rằng xã hội tốt hơn bởi vì thì ngay những cái chuyện mà khó khăn nhất, dạ, là cái tham ô lãng phí đó, dạ, tham nhũng đó, dạ, mà bây giờ các ông có làm cho mạnh đi một tí, dạ, thì tự nhiên là xã hội nó cũng, dạ, đỡ được nhiều quá. Dạ.